Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hậu Giang là vùng đất dữ, ai đang nhận lấy cái hung hiểm của Trịnh Xuân Thanh để lại. Có thông tin bên ngoài cho biết vùng đất Hậu Giang là vùng đất dữ, nếu ai không hợp mệnh thì sẽ bị quật. Trịnh Xuân Thanh là một trường hợp như vậy. Đây chỉ là lời đồn mang tính chất huyền bí, chỉ là đưa ra để tham khảo hoặc để chiêm nghiệm, chứ không thể xem nó là điều chắc chắn. Mặc dù vậy, xét trên thực tế thì sự nghiệp chính trị của ông Trịnh Xuân Thanh đã bị kết thúc khi ông Thanh về Hậu Giang, và từ đó cuộc đời ông xuống dốc không phanh, đến mức ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm phải đưa quân sang tận Berlin tại Đức để bắt cóc đem về. Ông Trịnh Xuân Thanh khi đó đã trốn ra nước ngoài, tưởng là an toàn, nhưng thực sự ông cũng không thoát khỏi số phận. Có rất nhiều người tẩu thoát ra nước ngoài mà an toàn, nhưng Trịnh Xuân Thanh thì không. Phải xui xẻo lắm thì khi ra được đến nước ngoài mới bị bắt và đem về đến như vậy. Và xui hơn nữa, ông Trịnh Xuân Thanh còn chịu mức án nặng hơn cả sếp của ông trước đây là ông Đinh La Thăng với hai mức án tù chung thân. Đây là hình ảnh ông Trịnh Xuân Thanh bị đẩy vào lao tù khi về làm quan chức tỉnh Hậu Giang. Thực ra, ông Trịnh Xuân Thanh đã bị ông Nguyễn Phú Trọng cho truy tới cùng với lý do, và ông Thanh đã nhận thấy hậu quả nặng nề khi ra nước ngoài còn thách thức ông Nguyễn Phú Trọng. Đó là chuyện cách đây nhiều năm, và hiện nay tại Hậu Giang cũng có một nhân vật đã bị bàn tay ông Nguyễn Phú Trọng sờ tới. Đó chính là ông Nguyễn Văn Lành, bí thư đảng ủy bộ phận giám đốc CDC tỉnh, do để người của công ty Việt Á đến nhà tặng quà, trong đó có tới 450 triệu đồng Việt Nam. Quyết định kỷ luật ông Lành, tức là giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hậu Giang CDC, được Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và Sở Y tế Hậu Giang đưa ra vào ngày 10 tháng 5. Ông Lành bị cho là vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, ông Lành cho biết vào trưa ngày 3 tháng 12 năm 2021, người của công ty Việt Á đến nhà tặng quà. Khi thấy trong túi quà có nhiều tiền, chiều cùng ngày ông mang vào cơ quan lập biên bản báo cáo với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Túi quà sau đó bị công an Hậu Giang thu giữ, làm rõ động cơ, dấu hiệu sai phạm. Ông Lành vốn là phó giáo sư, tiến sĩ, công tác nhiều năm trong ngành y tế của tỉnh Hậu Giang. Vào năm 2020, ông được bổ nhiệm làm giám đốc CDC của tỉnh này. Cũng lại là giáo sư, tiến sĩ, những người này có chức chữ nhưng dường như họ không có đủ đạo đức để làm các chức vụ lớn đến như vậy. Và họ cứ thế tham nhũng, ăn cắp tiền của dân. Đây là hình ảnh tiêu cực xảy ra tại Hậu Giang. Đã bị cách hết tất cả các chức vụ trong đảng, chính là hình thức chuẩn bị đưa vào nhà tù. Ông giám đốc này đáng ra phải như vậy, bởi vì bất cứ hình thức nào tiếp tay cho công ty Việt Á trục lợi người dân trong lúc họ khó khăn đều là tội ác không thể cho qua được. Cho nên, ông này đã nối gót Trịnh Xuân Thanh vào tù dường như rất thích đáng. Vào hôm 5 tháng 5, tỉnh Hậu Giang công bố kết luận thanh tra về việc mua sắm vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với ngành y tế tỉnh này. Trong đó, CDC tỉnh ký hai hợp đồng mua hóa chất, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm của công ty Việt Á với tổng số tiền lên tới gần 3,4 tỷ đồng và đã thanh toán toàn bộ 100%. Sau khi xảy ra vụ án nâng giá kit test nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp này bị bắt vào giữa hồi tháng 12 năm 2021. Hơn 30 người, trong đó có 16 lãnh đạo, cán bộ nhiều CDC của Sở Y tế, sau đó bị Bộ Công an và các địa phương khởi tố bắt giam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Lành. Vụ trục lợi trên bộ kit xét nghiệm dởm là vô cùng nghiêm trọng. Bộ Công an cần vào cuộc để điều tra làm rõ những hành vi trục lợi này. Ông Nguyễn Phú Trọng đã muốn làm trong sạch của đảng thì cần phải làm tới cùng. Vụ án này so với vụ án Trịnh Xuân Thanh là nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không truy tố thì người dân không biết tin vào chính quyền này như thế nào nữa. Nhìn đâu cũng thấy quan lại cấu kết với gian thương, trục lợi trên đầu trên cổ người dân. Họ sống đã khổ, càng thêm khốn khổ hơn trong mùa đại dịch. Vụ án công ty Việt Á cũng cho thấy chân rết của hệ thống chính quyền và gian thương nó chẳng chịt quắc với nhau như thế nào. Nơi nào có thảm họa thì nơi đó có cấu kết. Nhiều người dự đoán rằng nếu bắt hết số lượng bị can thì bị cáo rất đông. Tuy nhiên, ông Trọng có dám làm tới nơi hay không?
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hội nghị Trung ương 5, ông Trọng tấn công trực diện ông Phúc. Hữu danh vô thực chính là câu nói chỉ con người có chức nhưng không làm lên tích sự gì cả. Tồn tại cho có để mà hưởng bổng lộc của đảng, của dân, chứ không làm được việc. Ý của ông Nguyễn Phú Trọng được báo chí diễn giải là cần loại bỏ những quan chức ăn hại mà thôi. Việc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng bao lâu nay cũng được phần nào hiểu là đã loại được những quan chức ăn hại. Tuy nhiên, hiện nay ông Trọng lại không nhắc gì ở từ đốt lò mà chỉ nhắm vào từ hữu danh vô thực. Từ nhiều năm nay, người ta hay dùng từ quan chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về để mô tả những quan chức không làm gì được. Đã nhiều năm nay, từ hữu danh vô thực được nhiều người ám chỉ chiếc ghế trông có vẻ rất cao nhưng quyền lực không có gì. Đó chính là chiếc ghế chủ tịch nước. Trong cuộc đấu đá giành ghế trong tứ trụ trước một đại hội đảng thì ai thất bại sẽ bị đẩy vào chiếc ghế chủ tịch nước. Ghế này có danh rất cao nhưng không có thực quyền. Vào năm 2011, ông Trương Tấn Sang quyết đấu với ông Nguyễn Phú Trọng để giành chiếc ghế tổng bí thư. Tuy nhiên, ông Trương Tấn Sang đã thất bại nên bị đẩy sang chiếc ghế chủ tịch nước. Báo chí tiếng Việt không chính thống gọi chiếc ghế mà ông Trương Tấn Sang nhận được là chiếc giải an ủi. Đó là nội dung của báo chí Tự Do khắp nơi trên thế giới đăng tải. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị. Thực ra, trong dân từ lâu đã ngầm hiểu chức chủ tịch nước là một chức danh hữu danh vô thực. Có nhiều ghế khác cũng hữu danh vô thực, nhưng người ta ít dùng từ này để mô tả. Bỗng nhiên, ông Trọng lại dùng từ này trong hoàn cảnh mà ông Nguyễn Xuân Phúc đang liên minh với ông Tô Lâm để tranh chiếc ghế chủ tịch nước cũng là một trường hợp rất đáng chú ý. Những con người làm cao, đặc biệt là môi trường chính trị nhiều cạm bẫy thì chỉ cần lời nói ẩn ý là đối phương đã hiểu rồi. Ngay mở màn hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng đã tuyên bố thẳng thừng rằng những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không chúng ta cũng không cần. Có lẽ ông Trọng không cần chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực thật, cho nên tại đại hội lần thứ 13 ông đã nhả nó ra cho ông Nguyễn Xuân Phúc. Chiếc ghế mà ông đã bỏ rất nhiều công sức để thâu tóm từ tay của ông Trần Đại Quang cũng tới lúc ấy nó thấy rất hữu danh vô thực. Ông Nguyễn Phú Trọng là con người tham quyền cố vị nên ông chỉ nhả ra chiếc ghế mà ông cho nó là không có thực quyền. Đây là hình ảnh lời nói của ông Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị Trung ương 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết để chuẩn bị cho hội nghị Trung ương lần này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã sớm thành lập các ban chỉ đạo nghiên cứu, tổng kết, xây dựng các báo cáo về đề án và những nội dung nêu trên để báo cáo Bộ Chính trị thảo luận cho ý kiến và trình Trung ương xem xét, quyết định. Nói đến Bộ Chính trị thì sức mạnh của Nguyễn Phú Trọng là lớn nhất, nhưng ông không thể chi phối nhóm này hoàn toàn. Nếu là Ban Bí thư thì đây chính là sân nhà của ông Trọng. Các vấn đề trọng đại mà ông Nguyễn Phú Trọng buộc phải thông qua Ban Bí thư của ông thì chứng tỏ ông vẫn còn đang kiểm soát tốt chính trường. Thực tế là những ngày đầu hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện ông là người cầm trịch cuộc chạy đua này. Chưa có dấu hiệu gì cho thấy ông Trọng có thể thoái lui. Tuy nhiên, hội nghị chỉ mới diễn ra được ít ngày và đến nay sắp kết thúc. Chưa nói đến điều gì, có thể những ngày sau đó sẽ có rất nhiều chuyển biến bất ngờ ở phía trong hội nghị đóng kín mà người dân không hay biết. Câu nói cửa miệng của Nguyễn Phú Trọng hay nhắc đi nhắc lại trong hội nghị kỳ này là chỉnh đốn đảng. Chỉnh đốn có nghĩa là chỉnh sửa, và đốn là ngã nhiều nhân vật hữu danh vô thực như ông đã nói. Cũng cần để ý xem ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đốn những người hữu danh vô dụng nào đây. Và hội nghị lần thứ 5 sắp kết thúc, Đảng Cộng sản cũng sẽ còn thực hiện nhiều sự thay đổi khác nữa. Người dân cũng đang chờ đợi ông Nguyễn Phú Trọng đại phẫu nhiều cái ung nhỏ đang nổi lên của những ngày gần đây. Thông thường trước hội nghị, ông Nguyễn Phú Trọng xua quân, rầm rộ nào là kỷ luật, nào là bắt bớ từ quan chức đến doanh nghiệp, thì đó là một trường hợp bất thường. Ông muốn xới tung lên những sai phạm để có cớ mà triệt hạ trong kỳ hội nghị Trung ương 5. Thông thường có cuộc hội nghị chỉ kéo dài 2 ngày, nhưng kỳ hội nghị này
kéo dài đến 7 ngày là bất bình thường. Chỉ có đấu đá nhau nó mới có thể lâu đến thế. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc được cho rằng là một kẻ hữu danh vô thực. Với việc liên minh với ông Tô Lâm, thế lực của Nguyễn Xuân Phúc giờ không hề yếu trong tứ trụ. Và ông Phúc cũng muốn chứng tỏ rằng ông không phải là kẻ hữu danh vô thực như xã hội hay gán cho những người ở cương vị như ông. Và trên hết, ông Nguyễn Xuân Phúc cần chứng tỏ cho ông Trọng thấy rằng ông không hề là kẻ hữu danh vô thực.